Sự chủ động của Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với tinh thần sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh, cho thấy tư duy sắc bén và tầm nhìn xa trông rộng của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Thế nhưng tự thân TPP không mang đến cho chúng ta tất cả những thành quả như mong muốn nếu như chúng ta không chủ động và không hành động để thích ứng với nó trong điều kiện trình độ phát triển của nền kinh tế còn thấp và còn nhiều khó khăn. Biên tập viên Xuân Dung sẽ đề cập tới một trong những trụ cột đổi mới quan trọng trong quá trình thích ứng này. Xin mời chị Xuân Dung. Xin kính chào quý vị. Trong bài viết đầu xuân bính thân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thay đổi, nâng cao chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh được nhấn mạnh như một yếu tố quyết định để thành công với TPP. Theo đó, thì nhà nước sẽ phải là chủ động để có những cải cách thay đổi nhiều để từ đó tạo ra những thể chế kinh tế chất lượng, đảm bảo có một nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, nguồn lực được phân bổ công bằng. Chúng ta hãy lấy một cái ví dụ rất cụ thể để thấy rõ hơn, đó chính là cải thiện môi trường kinh doanh. Thể chế tạo ra khung khổ, định ra giới hạn cho cải thiện môi trường kinh doanh. Những tiến bộ trong cải cách thể chế đã thấy rõ nét trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Luật Doanh nghiệp 2014 đã chính thức có hiệu lực vào tháng 7 năm 2015. Với việc tách bạch giữa việc thành lập doanh nghiệp với việc áp dụng điều kiện kinh doanh những ngành nghề có điều kiện theo luật đầu tư. Chỉ trong nửa cuối năm 2015 đã có hơn 46.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tăng 25% so với cùng kỳ. Sự điều chỉnh này nó có lợi cho tất cả các doanh nghiệp, cho tất cả hoạt động kinh tế nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến cái hoạt động đầu tư nước ngoài. Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ra đời đã giúp môi trường kinh doanh cải thiện rõ nét. Trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh được Ngân hàng Thế giới xếp hạng, năm 2015, Việt Nam đã ghi nhận sự cải thiện ở 5 trên 10 lĩnh vực. Để hội nhập theo các cam kết TPP, từ năm nay cần xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp trong nước phát triển được nội lực của mình. Trách nhiệm của nhà nước thì ra những cơ chế chính sách nào, rồi là giảm thuế ra làm sao, tăng thuế thế nào, xây dựng hàng rào kỹ thuật như thế nào, rồi là những cái đổi mới cải cách, rồi là cái tái cấu trúc lại như nào để cho nó có thể tận dụng được cái này. Hiệp định TPP có 30 chương và gần như cả 30 chương đều chỉ rõ nhà nước làm gì và doanh nghiệp được làm gì. Cùng với các tiêu chuẩn rất cao về minh bạch hóa, chống tham nhũng, tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là sức ép lớn đối với bộ máy quản lý nhà nước, buộc phải vượt qua bằng được khi đi vào thực thi các cam kết. Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã nêu rõ là người dân được quyền làm mọi việc mà pháp luật không cấm, còn nhà nước muốn cấm hạn chế quyền của người dân phải thể hiện được điều đó trong luật. Tất cả những thay đổi đó đã cho thấy Việt Nam đã chủ động trong cải cách thể chế, ngay cả trước khi ký kết TPP. Nếu như trước đây chúng ta bơi trong cái ao nhà, thì giờ đây chúng ta bơi trong biển lớn. Hệ thống pháp luật đã và đang tiếp tục được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường hiện đại, phù hợp với các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do, nhất là hiệp định thế hệ mới. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng có nghĩa là hợp tác làm ăn với nhiều bạn hàng, đối tác trên thế giới. Bởi vậy, hiểu và nắm rõ các quy định pháp luật, đồng thời điều chỉnh lại các quy định được coi là không thích ứng với yêu cầu của hội nhập là vấn đề đang quan tâm lúc này. Theo Bộ Tư pháp, đã có khoảng 300 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát trong quá trình thương thảo khi đàm phán các hiệp định thương mại tự do. Tuy số lượng văn bản phải điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi chỉ là 50, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã nắm vững luật chơi khi hội nhập. Các đối tác thương mại của Việt Nam không chỉ là những bạn hàng lớn, chiến lược, mà còn là các cường quốc về kinh tế. Họ hiểu luật, thậm chí sành sỏi về luật pháp quốc tế. Càng mở rộng quan hệ, tức là chúng ta càng đi làm nhiều. Nôm na là chúng ta càng đi làm nhiều thì chúng ta càng ký hợp đồng nhiều. Thì càng ký hợp đồng nhiều thì cái sự mà rủi ro ở đây, thực ra các vụ kiện đấy chính là cái rủi ro trong làm ăn. Thì càng nhiều cái vụ hợp đồng thì càng có khả năng cái gọi là cái xác suất xảy ra các cái vụ kiện sẽ càng tăng. Cũng theo Bộ Tư pháp, các vụ kiện mà doanh nghiệp Việt Nam phải hứng chịu sau khi gia nhập WTO là bài học sâu sắc cho các doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước. Nếu không tìm hiểu và nắm vững luật, thay đổi cung cách làm ăn với các đối tác quốc tế thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều vụ kiện hơn và khi đó thiệt hại sẽ khó lường trước được. Cái tác động về mặt văn bản thì nó không phải quá lớn, nhưng cái quan trọng nhất ở đây đấy là cái vấn đề thực thi. Và cũng như lúc nãy anh có nói về cái vấn đề tranh chấp thì văn bản quy định như vậy, cam kết chúng ta như vậy, nhưng nếu mà chúng ta thực thi không đúng với quy định, không đúng với cam kết thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải bị kiện.
Những vấn đề về luật đầu tư, luật doanh nghiệp, các cái luật về cạnh tranh, một số luật về thuận lợi hóa thương mại mà cũng không đến mức là luật, mà những văn bản dưới luật như các cái nghị quyết, nghị định của chính phủ để giúp cho các doanh nghiệp là thuận lợi hóa thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện cái bản đồ cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế, thì tôi nghĩ cái hướng đi đó là một cái hướng đi tốt. Theo các chuyên gia về luật thì sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã khá tích cực trong việc thích ứng với các thông lệ, quy định của quốc tế. Tuy nhiên, phải hiểu luật, nắm rõ các luật định trong kinh doanh làm ăn với các đối tác nước ngoài để tránh rủi ro và chủ động luôn là việc làm cần thiết đối với chính mỗi cá thể doanh nghiệp. Nhiều nghiên cứu và từ thực tiễn các nước đều khẳng định rằng thể chế quản trị quốc gia là yếu tố quyết định nhất đến sức cạnh tranh vĩ mô và sự phát triển của một nền kinh tế. Phát triển nhanh và bền vững hay là trì trệ, tụt hậu thì chủ yếu là do chất lượng thể chế. Thể chế tốt đảm bảo nhà nước pháp quyền, quyền dân chủ của người dân và phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại sẽ khơi dậy được cao nhất sức mạnh tổng hợp và các nguồn lực cho sự phát triển. Và như vậy thì thể chế có vai trò quyết định đến hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vai trò kiến tạo phát triển của nhà nước trong giai đoạn mới này là rất quan trọng. Vậy muốn thay đổi, việc đầu tiên là phải bắt đầu từ định vị được mối quan hệ nhà nước, thị trường và doanh nghiệp. Chúng ta phải cải cách lại cái vấn đề mà tổ chức bộ máy của chúng ta, để làm sao chúng ta chuyển từ một bộ máy là xin cho chính quyền là cái gì cũng có quyền quyết định, sang một cái là chính quyền chỉ có thẩm quyền theo quy định của luật. Là nhà nước phải là thiết lập lên một cái cuộc chơi như tôi nói. Đối với trong nước thì không có phân biệt đối xử, phải minh bạch, phải khuyến khích cạnh tranh và bảo vệ được cạnh tranh, bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng, giữ được những giá trị chuẩn để bảo đảm cho cái sự phát triển về an toàn của xã hội. Vì cải cách là một cái tiến trình rất là khó khăn. Như tôi nói lúc nãy, cái người mà có lợi ích hiện tại thì người ta không bao giờ muốn coi như là mất cái lợi ích của mình. Nó muốn lợi ích của mình và cái sự kháng cự nó rất là mạnh mẽ. Mà muốn làm cái việc đó thì phải có một cái đối trọng mạnh với những cái sự kháng cự đó. Và muốn như vậy thì một cá nhân, một tổ chức hay khu vực công, khu vực tư, tất cả mọi thứ chẳng ai làm được gì cả. Nó phải có một cái cấu trúc nhịp nhàng. Và đương nhiên là trong cái trường hợp này, cái lĩnh ống tiên phong chắc chắn là phải là vai trò của nhà nước rồi, không còn ai khác nữa. Sắp tới đây chính phủ sẽ trình một dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, làm sao đưa ra được các cái quan điểm, mục tiêu, chỉ đạo cho tiến trình này và đồng thời đưa ra những giải pháp lớn để cho chúng ta có thể cải thiện hơn nữa, tăng cường và cải cách hơn nữa thể chế quản trị quốc gia. Và đi kèm với đó sẽ là những chương trình hành động cụ thể để chúng ta thực hiện việc là cải thiện cái thể chế quản trị quốc gia cũng như là môi trường kinh doanh của mình theo hướng tốt nhất. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cùng Hiệp định Thương mại Tự do với EU sẽ tạo thêm xung lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu với các nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong đó EU với GDP trên 18.000 tỷ đô la Mỹ và TPP với GDP trên 20.000 tỷ đô la Mỹ. Nhưng quả thật là khó khăn thách thức với Việt Nam thì không hề nhỏ. Nhà nước sẽ phải là chủ thể đưa ra những cải cách thay đổi để từ đó tạo ra thể chế kinh tế chất lượng. Hiệp định TPP sẽ mở ra một sân chơi mới với người tham gia là nhiều quốc gia phát triển với những bộ máy năng động. Chính trong sân chơi này thì không chỉ doanh nghiệp, người dân mà nhà nước cũng sẽ phải có sự cạnh tranh, vì chỉ với những nền tảng thể chế cởi mở, minh bạch, những lợi ích từ TPP, từ dự báo mới có thể được hiện thực hóa. Xin mời chị Hoài Anh tiếp tục chương trình thời sự. Xin cảm ơn biên tập viên.